miễn phí khám phụ khoa, mừng ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức chương trình khám phụ khoa miễn phí. Địa điểm: Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, 38 Cẩm Hội. Thời gian áp dụng: từ ngày 2 tháng 3 năm 2021 đến ngày 31 tháng 3 năm 2021, áp dụng cả cuối tuần. Có thể bạn chưa biết, 90% phụ nữ Việt mắc viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống. Bên cạnh viêm nhiễm thông thường, có nhiều loại bệnh phụ khoa rất khó chữa và nguy hiểm như ung thư. Hàng năm tại Việt Nam có thêm hơn 5.000 bệnh nhân ung thư cổ tử cung và 50% số bệnh nhân này tử vong. Khám phụ khoa là biện pháp tốt nhất bảo vệ sức khỏe người phụ nữ. Khi đi khám, bạn được phát hiện những gì? Những triệu chứng bất thường tại vùng kín mà bạn có thể không quan sát được bằng mắt thường. Phát hiện viêm nhiễm phụ khoa, những bệnh lý như viêm lộ tuyến cổ tử cung, polyp cổ tử cung, u xơ tử cung. Ngay khi phát hiện bất thường, bạn sẽ nhận được tư vấn giúp điều trị kịp thời, hiệu quả, chặn đứng nguy cơ phát triển của bệnh phụ khoa. Chương trình áp dụng cho khách hàng đăng ký trước qua hệ thống đặt khám của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.